và nhân văn. Chúng ta đang đến với chương trình Biệt đội phấn trắng. Chương trình Biệt đội phấn trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:55 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin được cảm ơn những nhãn hàng đã tài trợ chính cho chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn thương hiệu Jollibee cùng sản phẩm gà giòn vui vẻ đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi, và đại diện là ông Hoàng Linh Vũ. Và xin được cảm ơn nhãn hàng bộ trong sản Bitco Hương Xưa thuộc công ty liên danh Bộ Quốc tế, và đại diện là anh Vũ Việt Nam. Xin được cảm ơn nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi thuộc công ty thực phẩm Quanh Quanh Việt Nam, và đại diện là chị Giả Thị Thúy An. Xin được cảm ơn nhãn hàng Thủy Coco Tinh Hoa Dừa Việt thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến dừa Luân Quế, và đại diện là anh Đào Thế Vinh. Về phía các nhà tài trợ phụ, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Quạt Trần Kim Thuận Phong với đại diện là ông Phùng Chí Vĩ. Xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng IPO, đại diện là thầy Nguyễn Ngọc Nam. Và về phía Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Đắk Lắk, xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Hải Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk và Công đoàn Công tác đi thêm cùng nữa ạ. Về phía nhà trường, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu thầy Dương Kim Thạch, hiệu trưởng nhà trường. Xin được giới thiệu thầy Hoàng Minh Quốc, Chủ tịch Công đoàn trường. Và 1981 học sinh thân yêu đang có mặt ở tại trường Rồng Bông. Xin trân trọng kính mời Biệt đội phấn trắng Rồng Bông, xin mời. Và bây giờ mời đội trưởng. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thúy Nga, học lớp 12A7 trường Trung học phổ thông Cà Rồng Bông. Và châm ngôn của mình là đến là trốn, đụng là chạy. Đụng tới bạn mình thì đừng đụng tới mình nha. Say. Hello các bạn, mình tên là Nguyễn Văn Danh, mình đến từ Midrain 12A7. Châm ngôn sống của mình đến với chương trình này là sống hết mình với những thứ được gọi là đam mê. Và đam mê của mình là lấy hết phần thưởng của chương trình này thôi, đơn giản là vậy. Mình là anh Pha, lớp 12A7. Trong ngon sống của mình khi đến với chương trình này là vượt thời gian, đập tan thách thức. Xin chào các bạn, mình là Phạm Nhật Hảo. Mình đến từ lớp 12A7. Trong ngôn mình đến với chương trình này là điều thứ năm của bác Hồ dạy, khiêm thốn, thật thà, dũng cảm. Hoàng Ngân. Mình là Hoàng Ngân, 12A7. Tuy là tiếng của mình yếu nhưng mà hình của mình sẽ hết mình. Hello, hi Lily. Mình là Thành Long, đến từ 12A7. Trong ngôn sống của mình là sống hết mình với thứ mình thích và không tiếc nuối những gì đã qua. Wow. Biệt đội mình tên gì? Biệt đội của chúng mình là Biệt đội Lô. Kính thưa quý vị các bạn, tại sao lại có mặt Biệt đội phấn trắng trường mình? Thì xin mời quý vị các bạn hãy cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Nẻo đường đời nào cũng có lắm điều để suy ngẫm. Bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ. Riêng đối với ngã rẽ cuộc đời của cô Thái Thị Ái Chi là những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu số phận. Cô đang gặp phải một căn bệnh khá là hiếm gặp, hiểm nghèo. Kính thưa quý vị các bạn, và bây giờ thì biệt đội trường mình chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào hai vòng thi đấu. Ở vòng thi đấu thứ nhất, các bạn thành công, các bạn sẽ có được là 3 triệu đồng. Ở vòng thi đấu thứ hai, các bạn thành công, các bạn sẽ có 7 triệu đồng. Như vậy, các bạn sẽ có tổng số tiền là 10 triệu đồng sau hai vòng thi đấu, nhưng mà không hề đơn giản đâu nha. Ở vòng đầu tiên, nếu các bạn không thành công, các bạn sẽ mất đi 3 triệu đồng. Nhưng vẫn phải đến vòng thi đấu thứ hai, chúng tôi sẽ trao cho các bạn chiếc phần may mắn nếu các bạn dám đặt cược vào trong vòng thi đấu thứ hai. Nếu các bạn thành công thì các bạn sẽ giữ lại được số tiền 3 triệu và bảo toàn số tiền là 10 triệu đồng. Nhưng nếu không thành công, các bạn sẽ mất luôn toàn bộ số tiền, ra về không có tiền và cũng không có quà. Chúng ta sẽ đến vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Truyền bóng bắt đầu. Các bạn sẽ phải thổi quả bóng bàn và một bạn sẽ ngồi dưới đây. Chúng ta sẽ hứng quả bóng bàn này, truyền cho bạn thứ nhất, truyền cho bạn thứ hai và đến bạn thứ ba đứng tại vị trí này. Chúng ta sẽ hất quả bóng vào chiếc rổ của bạn đứng ở phía bên kia. 10 phút, 10 quả. Các bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1.
Chính xác luôn. Thấp xuống nữa. Rồi. Cúi xuống nữa, cúi xuống nữa. Ok rồi, bạn tiếp theo. Oh no. Rồi. Rồi, tính tiếp đi, tính đi. Các bạn ơi, cổ vũ lên, cổ vũ lên. Trời ơi, coi không. Ây chưa. Rớt ra ngoài rồi. Tiếp tiếp nè. Rồi canh chuẩn ra nha. Rồi nữa. Cao lên nữa, cao lên nữa. Rồi, rồi okay. Đó. Rồi hất mạnh lên. Wow, quả đầu tiên. Rồi. Cao đầu lên đó, okay. Như vậy đó. Rồi. Rồi, chưa, chưa. Rồi, tới đi, tới đi. Xuất sắc. Cao đầu lên nữa. Rồi. Okay. Quả thứ ba, chính xác. Rồi. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Không sao, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội. Rồi. Rồi. Yếu rồi, hết hơi rồi. Đó. Rồi, rồi. Rồi. Hết hơi, hết hơi. Hết sâu vô, hết sâu vô. Đó. Ráng lên, ráng lên. Rồi, ráng lên, ráng lên. Rồi, còn quả cuối cùng, một quả cuối cùng. Xuất sắc. Wow, xuất sắc. Hay quá. Như vậy là 10 quả bóng đã được hứng vào trong cái rổ này rất là gọn và lẹ. Nhưng các bạn vẫn còn phải chờ vào yếu tố quyết định, đó chính là thời gian. Và thời gian là 6 phút 56 giây. Xin trân trọng kính mời đại diện nhãn hàng IKEO, thầy Nguyễn Ngọc Nam sẽ lên trao phần thưởng 3 triệu đồng cho biệt đội trường mình. Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Và tiếp theo đây thì các bạn sẽ đến với vòng chơi thứ hai, phối hợp nhịp nhàng. Hai bạn sẽ cùng nhau thổi quả bóng bàn ở trong tô này ra bên ngoài. Bỏ hai quả bóng vào giữa cái thanh này. Rồi mỗi bạn sẽ đội một cái nón này lên phía trên đầu mình. Và sau đó hai bạn sẽ cùng nhau, một bạn đi qua cái bậc thang này và một bạn thì phải đi qua cái bậc bên. Các bạn sẽ cùng nhau hất trái bóng cho một bạn cầm rổ đứng ở phía trên này để hứng. Bạn hứng được trái bóng rồi, bạn sẽ đi qua con đường trơn này và các bạn sẽ bỏ bóng vào trong rổ. Bỏ được 7 trái bóng vào trong rổ trong vòng 10 phút thì các bạn sẽ giành chiến thắng ở vòng thứ hai. Thời gian 10 phút chuẩn bị. 3, 2, 1. Ồ, rồi, ngậm ngậm quả bóng, ngậm quả bóng. Không dùng tay nha, ngậm bóng vào miệng. Rồi, đứng lên nè. Rồi, đổi lên đầu, đổi lên đầu. Chậm lại, chậm lại. Rồi. Bước ra, từ từ, chờ bạn. Rồi, các bạn. Cúi xuống để hứng. Rồi, một quả. Chưa qua liền luôn. Em bước qua luôn, đúng rồi, bước qua. Rồi, tiếp lên. Rồi, ok, đi. Không sao, còn một quả. Rồi, cố gắng giữ qua đó, đưa. Rồi, thôi, được, bạn tiếp theo. Lại.
Hai bạn nam này phối hợp rất nhịp nhàng luôn. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Từ từ thôi, từ từ thôi, từ từ thôi. Rồi, rồi. Xong. Rồi rồi. Đợi bạn cái đợi, đợi 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 đợi. Rồi. Bạn Bạch Minh. Nhớ nhẹ xuống nha. Hay quá, bên này hay quá. Rồi đây thôi, thôi thôi thôi. Rồi. Hay quá. Xuất sắc. Chưa qua luôn nha, chưa. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đổ xuống sông. Trời ơi. Năm quả rồi. Tầng bên. Một giây trước rồi, tiếp tục. Rồi. Rồi. Cố lên. Không sao, sắp tới rồi. Cố lên. Wow. Chúng ta đã có được thành quả của biệt đội Lô Ô đúng không? 6, 7, 6, 9. Rất xuất sắc. Yêu cầu của ban tổ chức chỉ có 7 quả thôi. Thời gian các bạn hoàn thành xong 7 quả chỉ mới 8 phút 7 giây mà thôi. Và với 9 quả các bạn đã hoàn thành con số ở thời gian là 9 phút 41 giây. Chúng ta đã giành chiến thắng một cách quyết tốt. Xin được chúc mừng. Chúng ta sẽ mời Jollibee Việt Nam sẽ lên trao phần thưởng 7 triệu đồng cho các bạn biệt đội Lô Ô. Yeah. Cảm ơn Jollibee. Cảm ơn. Trải qua hai phần thi đầy cam go và thử thách thì biệt đội Lô Ô đã xuất sắc mang về số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Ngay bây giờ thì xin được mời đại diện nhãn hàng Vietcoco, ông Đào Thế Vinh sẽ tiến hành lên trao giải thưởng 10 triệu đồng cho biệt đội Lô Ô. Xin cảm ơn Vinh rất nhiều, xin cảm ơn. Và bây giờ thì các bạn sẽ dùng 10 triệu đồng này cho mục đích gì? Chúng em muốn dành tặng phần quà này cho một người giáo viên rất là nhiệt huyết trong sự nghiệp của mình. Em xin dành tặng riêng cho cô. Và đó cũng chính là nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị các bạn cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Càng lớn tuổi, con người càng nói ít đi. Thay vào đó, họ nghĩ nhiều hơn. Nẻo đường đời nào cũng có lắm điều để suy ngẫm. Bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ. Riêng đối với ngã rẽ cuộc đời của cô Thái Thị Ái Chi, giáo viên dạy môn sinh học tại trường Trung học phổ thông Krông Bông, là những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu số phận nhiều bi kịch. Tôi bị mắc cái căn bệnh mà tên khoa học gọi là, nó gọi tắt đó là MS, và diễn giải ra nó gọi là xơ cứng rải rác, tức là xơ cứng cái màng não á. Và tình trạng đó thì nó bắt đầu từ năm 2002. Thúc thời điểm bây giờ là cái bệnh nó sẽ làm một nửa thân hình bên trái của tôi nó bị tê, dạng cơ bản là giống như nó bị liệt. Mà cái bệnh đó thì lúc đầu thì nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó lại gây nên một cái hậu quả cũng rất là lớn. Ngày đó, ngoài sức khỏe của bản thân mình, cô còn lo cho mẹ già đau bệnh, lo cho hai con chỉ mới chào đời. Bao nhiêu vất vả cũng chỉ có mình cô cân đo, phân điệu trên hai vai gánh. Đến đây, khi hai con đã bước vào lớp 9, thì nhìn lại, tuổi của cô cũng đã già, sức của cô cũng đã cạn. Đôi mắt mờ như chứng cứ bất thường của căn bệnh mà cô đang mắc phải
hơn 20 năm nay tôi sống chung với căn bệnh. Mỗi lần đau mà mình về mình nhìn thấy hai con đó là mình mới cảm nghĩ là không biết rồi nếu như một ngày mình nằm xuống luôn á. Thì con mình sẽ là ai sẽ là người tiếp tục để cho con mình nó tiếp tục đi học. Như vậy cho nên là mình phải cố gắng lên. Để sống tốt hơn, đôi khi cô quên mất mình cũng là phụ nữ. Cô mạnh mẽ đến mức khiến đồng nghiệp, tất cả người thân và bạn bè đều cảm thấy rất yên tâm. Nhưng không giống với vẻ bề ngoài mà cô cố tình xây dựng, thực ra trên chặng đường đời không một chỗ dựa, trái tim cô cũng từng có lúc yếu mềm, muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi. Có những cái nỗi lo mà chỉ có mình mới biết được thôi. Mình cũng là phụ nữ mà, cũng có yếu đuối, cũng có mềm, cũng có nhiều khi mình cũng muốn dựa vào cái gì đó, dựa vào ai hay là người nào gánh đỡ cho mình. Cuối cùng cũng một mình, cuối cùng cũng một mình. Nhưng mà cũng không thể nào đem cái nỗi buồn, nỗi lo của mình mà để cho tất cả mọi người phải suy nghĩ thêm. Thì thôi thay vì thì một mình chịu đi, để cho mọi người có thể vui vẻ hơn. Luôn luôn là mình không có thấy được cái sự yếu mềm của cô Chi. Vì giống như là cái cuộc sống nó tạo nên con người cô Chi là giống như là không được phép phải mềm yếu. Bất hạnh, mặc kệ bất hạnh, cô Chi lựa chọn thay đổi góc nhìn để thế giới đang sống hiện ra dưới một thứ ánh sáng khác. Nhờ vậy mà bất hạnh cũng nhẹ đi, quan điểm về nỗi khổ cũng khác đi. Điều quan trọng nhất là được nhìn thấy các con lớn khôn, được đến trường, đến lớp giảng dạy hàng ngày, đối với cô đã là hạnh phúc. Học trò chưa từng có ai biết cô đau bệnh, vậy nên các em luôn thương cô bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Và ngược lại, cô đối với học trò cũng giống như đối với hai con nhỏ ở nhà, là tình cảm của một người mẹ thương đàn con. Nhiều khi là mình mệt mỏi ra mà mình lên lớp đối với học sinh mình dạy, mình nhìn thấy các em thơ ngây rồi đó, nó cũng là một cái động lực. Mọi cái bây giờ trải qua 21 năm mình mang theo căn bệnh đó rồi, thì có những lúc là tôi không còn nghĩ là mình bệnh nữa, nó trở thành một cái thói quen và nó trở thành dường như mình không còn nghĩ mình có bệnh đó nữa. Mình không bệnh không gì hết, mình cứ thế là công việc cái hàng ngày lên lớp thôi. Hồi bây giờ thì chỉ ước một cái là sức khỏe thôi. Và có lẽ ngay lúc này đây thì xin được mời cô Chi sẽ tiến lên sân khấu để cùng chia sẻ những cảm xúc của mình. Bản thân tôi xin ghi nhận cái tấm lòng của mọi người đã dành cho tôi. Cảm ơn tất cả các em đã dành tình cảm cho cô. Các em chơi rất là hết mình. Cô ngồi đó cô cũng tham gia, cũng quên luôn, quên mình đang đau ốm gì cả. Thì mong rằng toàn thể mọi người chúng ta ngày hôm nay có thể nhìn cô một chút, lấy một động lực. Ngày mai mình ra sao thì hôm nay mình phải sống tốt. Cảm ơn em rất nhiều. Bên cạnh phần quà 10 triệu đồng mà biệt đội Lô Ô đã gửi tặng đến cho cô Chi, thì các nhà tài trợ của chương trình cũng sẽ có những món quà để gửi tặng đến cho cô. Xin được mời ông Phùng Chí Vĩ là đại diện nhãn hàng quạt trần Kim Thuận Phong sẽ lên trao quà cho cô Chi. Và nhãn hiệu quạt trần Kim Thuận Phong cũng sẽ có những món quà rất là dễ thương để gửi tặng đến cho biệt đội Lô Ô của chúng ta. Cảm ơn Vĩ rất nhiều, xin cảm ơn. Tiếp theo đây xin được mời chị Giả Thị Thúy An là đại diện của nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Y Chi sẽ tiến lên sân khấu để trao quà. Các bạn trong miệng
Dạ còn đây là nhãn hàng Kim Đông Phong, một cái quạt trần kiểu cổ rất là đẹp. Còn đây nữa là Kim Future giảm giá cho mỗi một sản phẩm sẽ là 45%. Và đây là nhãn hàng IKEO, đây là bánh gạo quanh quanh về Ichi, còn đây là Việt Coco, và đây là bột trồng sản Mico hương xưa. Dạ, xin gửi đến cho thầy thay cho lời cảm ơn và kính chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh của trường mình luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Thay mặt cho nhà trường, xin chân thành cảm ơn các đơn vị tổ chức, đơn vị tài trợ cho chương trình hôm nay. Và cảm ơn các đồng chí đã tặng cho chúng tôi những cái món quà này. Trước mắt tôi xin phép hôm nay xin gửi tặng lại toàn bộ những món quà này cho cô giáo Chi ạ. Dạ, xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Hay quá. Dạ, cảm ơn thầy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trao 5 phần quà cho 5 bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Rồng Bông mình. Mỗi phần quà sẽ có trị giá là 6 tháng uống sữa dừa miễn phí. Xin mời đại diện nhãn hàng Việt Coco là anh Đào Thế Vinh sẽ lên trao 5 phần quà cho các bạn. Dạ, xin cảm ơn anh Vinh và nhãn hàng Việt Coco rất nhiều. Và xin được cảm ơn những nhãn hàng đã tài trợ chính cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được cảm ơn nhãn hàng bột trồng sẵn Mít Cô hương xưa. Cảm ơn nhãn hàng bánh gạo Quanh Quanh và Ichi. Cảm ơn nhãn hàng Việt Coco. Xin được cảm ơn nhãn hàng Jollibee Việt Nam. Và xin được cảm ơn những nhãn hàng đã tài trợ phụ. Xin được cảm ơn nhãn hàng IKEO và quạt trần Kim Đông Phong. Chương trình Biệt đội Phấn Trắng do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Big Vision thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:55 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Biệt đội Phấn Trắng.